À, em chào các anh chị trên kênh mình nhá. Cũng rất lâu rồi thì em chưa ra video bán hàng trên kênh. Em thì em rất là ít khi bán hàng trên kênh. Tuy nhiên thì khi mà em mang lên kênh những cây lan thì đó đều là những cây lan chuẩn, và đặc biệt là em bán hàng toàn bán hàng mới khai thác từ rừng về, hàng nguyên bản thôi. Thì hôm nay cũng vậy, thì hôm nay về một lô ngọc điểm nghi xuân rừng Buôn Đôn, Đắk Lắk, được khai thác ở trong khu vực vườn quốc gia York Don, Đắk Lắk. Thì đây là những cây nó thuộc tầm trung, thì Tết sang năm nó mới ra hoa được, còn năm nay thì nó vẫn chưa đủ tuổi để ra hoa. Và giá hôm nay em chia sẻ thì rất là mềm thôi, chỉ từ 120 cho đến 200 đối với một đơn hàng. Thì những cây này thì là những cây lan quý hiếm mà hiện nay rất là khó để khai thác và phát hiện được chúng, thì rất là mong về tay các anh chị yêu lan thì nó sẽ cho ra những mùa hoa đẹp và tỏa hương sắc cho góc nhỏ đam mê của mình. Bây giờ thì em xin đi vào chi tiết từng đơn hàng để các anh chị theo dõi cũng như là hợp nhãn thì ủng hộ em nhé. Đầu tiên là đơn số 1 này các anh chị này, một cái khúc nguyên bản nó mọc ở trên một cái cành cây chạc ba, rất là đẹp luôn, và rễ nó vẫn bám ở trên những cái cây này. Và theo như em biết thì những cái cây rừng này là những cái cánh rừng dầu ở trong vườn quốc gia York Don, thì ngọc điểm nó hay ưa mọc ở trên những cây dầu, những cánh rừng khô hạn và nắng rất là nhiều, thì chứng tỏ sức sống của chúng rất là mãnh liệt, và khi về chăm sóc thì chúng ta cũng rất dễ dàng để chăm sóc để cây phát triển. Và đơn số 1 giá là 150k cho đơn mở hàng ngày hôm nay. Tiếp theo sang đơn số 2, đồng giá 150k. Bản lá rất là to luôn các anh chị này. Đây, cây rất là đẹp luôn. Nó bám trên một cái cành cây dầu này. Cực kỳ đẹp luôn các anh chị. Đơn số 2 150. Em qua đơn số 3 là một cây lá mít. Đây, lá mít thân rụt. Thân lá rất là xanh và chân của cây này rất là to luôn. Nó mọc trên một cái mảng vỏ cây khá là lớn. Và đơn số 3 có giá là 200k cho một em trâu lá mít cực kỳ đẹp của núi rừng York Don. Và tiếp đến em qua đơn số 4, giá 150k. Cây này thì nó mọc ở trên một cái cành cây. Bản lá cũng rất là to luôn các anh chị này. Nhìn thế mọc của chúng cũng khá là đẹp và ấn tượng đấy các anh chị ạ. Khi mà mình về trồng thì mình có cảm giác như là mình mang được thiên nhiên về nhà, bởi vì chúng còn gắn liền đến với một phần nào đó ở nơi những cánh rừng, nguồn gốc mà chúng sinh sôi ra. Đơn số 4, 150. Tiếp theo qua đơn số 5, đơn số 5 có giá là 120. Ở đây thì có một cái cây với ba lá, bản lá khá là dài. Khi mà cây còn nhỏ mà đã có tố chất như này rồi thì em tin rằng khi cây lớn, bản lá sẽ dài đến 30-40 cm, và lá dài thì chắc chắn là cần hoa sẽ dài, không chạy đi đâu được. Và đơn số 5 giá chỉ là 120k cho một khúc ngọc điểm nguyên bản của Buôn Đôn. Em để ý ở dưới này có một mầm nhỏ nữa, khả năng cũng là cây con của nó đấy các anh chị ạ. Đơn số 5 120k. Sang đơn số 6, 200k một khúc nguyên bản rất là đẹp luôn. Bốn lá và có những cái dây rừng đây buộc từ lúc khai thác về đây để tránh cây nó bị bong rễ khỏi cái giá thể nguyên bản này. Nhìn rất là dân dã và tự nhiên đúng không ạ? Một cây đẹp và chất lượng như này giá chỉ có 200k cho đơn số 6. Các anh chị nhanh tay sưu tầm nhé. Giờ em qua đơn số 7 cũng là 200. Đây nó mọc thế rất là đẹp luôn. Cái này chỉ việc mua một cái chậu gỗ đặt vào và chăm sóc thôi là nhìn rất là mê luôn rồi. Nó mọc ở một cái cây khá là to, rễ bám rất là chắc vào giá thể này các chị này. Một cái lá đang nhú lên nữa. Chăm tốt thì sang năm thêm vài cặp lá nữa là một chuyện rất là dễ dàng. Và Tết sang năm có một mùa hoa rực rỡ là điều hiển nhiên. Và đơn số 7 giá 200. Tiếp tục em qua đơn số 8 giá là 120k. Ở đây có một cái khúc nhìn rất là vui.
Ở phía dưới này có hai cây 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 miệng kín này, ở trên này cũng có một cây lan miệng kín này, và kẹp vào giữa là một cây 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 ngọc điểm này. Đây, nó nằm ở giữa luôn, nhìn rất là hay luôn. Nếu mà anh chị nào thích một cái tác phẩm nhìn hay hay vui vui thì có thể mua mua cái này về đặt vào chậu và giữ im như này, nhìn cũng khá là thú vị đấy. Và cái đơn số 8 giá là 120k các anh chị nhá. Một cục nguyên bản rất là đẹp luôn này. Bây giờ em sang đơn số 9. Đơn số 9 giá là 200. Là một khúc cũng rất là đẹp luôn. Nếu như chúng ta để vào chậu gỗ thì rất là tuyệt vời, bởi vì là nhìn thấy nó mọc đứng lên rất là đẹp ở giữa một cái mảng vỏ cây khá lớn. Cây này thì dễ nó bám vào những cái giá thể này, cho nên là cây rất là khỏe chứ không giống như hàng bóc rời. Mà nhiều khi chúng ta mua hàng bóc rời ở trên mạng ấy, thì đa phần đó là hàng bóc trụ chứ không phải là hàng bóc rừng các chị nhé. Vì thế những cây trâu rừng nguyên bản như này là một cây mà khá là thích thú đối với rất là nhiều người chơi. Và khi mà nếu mà đăng lên những hội đơn thân ấy, em không đăng lên thôi, nhưng mà nếu mà đăng lên thì sẽ rất là nhanh hết, và em chỉ dành để chia sẻ cho các chị ở trên kênh mình thôi. Thì cái đơn số 9 này giá là 200k nhé. Bây giờ thì em sẽ đi nhanh nhá, bởi vì cây nào cũng đều rất là đẹp và xinh xắn các anh chị ạ. Thì đợt số 10 là 180k nhá. Đây các anh chị có thể thấy này. Đấy, em xoay một vòng này, cây rất là đẹp luôn. Giá thì cực kỳ yêu thương rồi. Lại rất là chuẩn nữa và chất lượng. Rồi đợt số 10 180k. Tiếp đến đợt số 11 200k. Đây là một cây lá mít rất là đẹp luôn các anh chị này. Lá rất là xanh. Xanh và dày. Đây chân rất là to này. Rễ thì bám vào khúc nguyên bản này rất là chắc chắn, và về chỉ việc đặt vào chậu là một, có một cái tác phẩm rất là ưng ý rồi. Đơn số 11 giá là 200k. Em qua đơn số 12. 200k. Đây, một khúc rất là đẹp luôn các anh chị này. Đây, về chúng ta đặt vào chậu luôn là có một cái tác phẩm đẹp và chuẩn không cần chỉnh luôn. Đây, chặt được một khúc cây rất là to nhá. Rễ bám vào rất là đẹp luôn. Và đơn số 12 giá là 200k. Tiếp đến em qua đơn số 13, 180k. Đây nó mọc trên một cái nu này, nhìn rất là hay luôn. Đấy. Một cái nu ở trên cây này các chị này, đây. Thế mọc rất là đẹp luôn. Đấy, nhiều cây mọc rất có thần thái. Nhìn rất là thích luôn các anh chị ạ. Tuy rằng nhỏ nhắn nhưng mà rất là xinh xắn và thần thái. Đơn số 13 180k. Rồi bây giờ qua đơn số 14 200k. Cây này thì nó mọc trên một cái mảng vỏ cây rất là lớn này, và nó thuộc kiểu là mẹ bồng con này. Đây cây mẹ rất là khỏe, lá rất là xanh và dày. Đấy, quanh năm ăn nắng ở trên rừng những khu rừng khộp của Buôn Đôn ấy. Nên là cây rất là cứng cáp và khỏe mạnh. Ở dưới này thì nó mọc lên một cây con nữa, thì chúng ta sẽ rất là lợi giống, vừa có đậu trâu mà có cả nghé luôn, thì rất là thú vị đúng không ạ. Và đơn số 14 giá là 200k cho một đơn ngọc điểm nghinh xuân rừng Buôn Đôn mẹ bồng con. Tiếp theo qua đơn số 16, một cây rất là đẹp luôn, lá cực kỳ dài, nhỏ mà đã có võ rồi, có tố chất này rồi. Lên vài cặp lá nữa thì lá 30-40 cm và cần hoa sẽ rất là dài. Một cây rất là đẹp và đầy tiềm năng, hoa xổ số. Đơn số 16 giá là 200k các anh chị nhé. Tiếp theo qua đơn số 17. Cây này nó mọc ở trên cái cành cây nhỏ này. Đấy. Một cái cành cây dầu này. Và lá cũng khá là to, cây cứng cáp khỏe mạnh và đẹp. Đơn số 17 giá là 150k dành cho anh chị nào hữu duyên các anh chị nhé. Và bây giờ em chuyển qua đơn số 18 là đơn cuối cùng của ngày hôm nay. Nó là hai cây này lá nó, một cây lá nó hơi nhợt nhạt một tí thôi, nhưng nó vẫn rất là đẹp này. Còn cây này thì hoàn toàn là khỏe mạnh nhá. Đó, lá xanh bóng và dày. Và cặp đôi này thì giá chỉ là 200k cho đơn số 18. Về lên chậu là rất là đẹp luôn. Đây có những cái khúc lạt anh em trẻ ra để cột, để
cho nó khỏi bong ra lúc mà vận chuyển những khúc nguyên bản về ấy, chị ạ. Và đơn số 18 cũng là đơn cuối cùng ngày hôm nay với giá là 200k. Đấy, và rất lâu rồi em mới có được những cây nghinh xuân, ngọc điểm mà các anh chị cũng dặn em khá là nhiều. Thì hôm nay em mới có dịp để đăng lên chia sẻ cho các anh chị. Thì em cũng rất mong là nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các anh chị như những video trước đây. Và lời cuối cùng thì em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ em nhé. Hẹn các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.